cộng đồng mạng tranh cãi câu chuyện đi hẹn hò không chia 70k tiền sinh tố, cô gái bị bêu diếu, chia tiền nói lên cốt cách. Chuyện chia hay không chia tiền khi đi hẹn hò từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mới đây, tâm sự của một cô gái bị bạn trai bêu diếu chỉ vì không chủ động chia tiền gây chú ý trên mạng xã hội. Cô gái 20 tuổi, chưa từng hẹn hò, khi đi làm thêm được người chủ giới thiệu cho một anh chàng tên D và được mời đi chơi. Lần đầu đi chơi với bạn trai, cô nàng đã tham khảo ý kiến của bạn bè rằng có nên chia tiền ăn uống hay không thì đều nhận được câu trả lời là không. Thay vào đó sẽ tìm dịp nào thích hợp để mời lại. Thế nhưng, chàng trai tên D kia lại không nghĩ vậy. Sau buổi hẹn hò, anh chàng đem chuyện cô gái không chia tiền để nói xấu. Thậm chí dùng nhiều từ ngữ nặng nề như đào mỏ, không được gỗ cũng chẳng được nước sơn, để nói về bạn gái mới quen. Khi nhắn tin hỏi thẳng, D cho rằng cô gái không tạo ra giá trị gì để phải đầu tư và không có nghĩa vụ phải chi tiền. Anh chàng còn thẳng thắn, việc chủ động chia tiền nói lên cốt cách của bản thân em và nó cũng là cái lịch sự. Phải nghe những câu nói nặng nề, cô gái đã trả lại D 35.000 đồng tiền sinh tố cùng 75.000 đồng tiền xăng xe. Ngay sau khi xuất hiện, bài tâm sự của cô gái đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng bức xúc vì thái độ cùng hành động của chàng trai tên D. Đàn ông con trai mà chi ly thế, xấu mặt đàn ông chúng tôi quá. Ông này nên ở vậy hết đời luôn đi, đừng làm khổ con người ta. Mời người ta đi chơi thì trả tiền là đúng rồi, còn muốn người ta tạo ra giá trị gì cho nữa? Không đầu tư mà muốn lãi lời ngay trước mắt à? Trên đời còn tồn tại kiểu người như thế này ư? Đang tán tỉnh người ta mà còn thế này, sau này ví dụ cưới về thì đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành.